Ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà là do hành động của chính mỗi người. Thí dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng hay sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên sẽ bị trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước thì càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không để đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là sự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác thì được thịnh dương trường thọ. Câu chuyện nhân gian về bao chưởng sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời, anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cây cầu trên sông, nên nước sông chảy xiết rất nguy hiểm. Mỗi khi đến mùa lũ là không thể qua được. Điều này khiến cho các trưởng lão ở địa phương đau lòng mà không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cây cầu đá, nên đã nhặt đá hàng ngày, bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đóng thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cái cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt. Mọi người than trời không công bằng. Nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị
bị sét đánh tử vong. Bao Chưởng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng: làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời. Khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao Chưởng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn, non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, quả ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy Bao Chưởng. Sau đó, Bao Chưởng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Quả ra, chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi. Giống là do nhân quả an bài, ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong một lần tái sinh đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho mọi người. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ, nhưng nhờ xây được cầu nên đã trả hết nghiệp, an bài tái sinh vào hoàng thất, hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, Bao Chưởng cũng ngộ ra rằng không nên chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề. Nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác? Tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có một câu nói rất hay: không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành riêng cho mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm thí dụ. Tư Mã Ý, các con trai là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Viên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu, gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung. Chính Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Bát Dương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Bát Dương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã Gia tử thương. Vài chục năm sau, Tống Vũ Đế Lưu Dụ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý nếm trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả. Không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp nếu như sống ác độc quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói: nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi, có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời cơ thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo.
không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu, dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mọi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Trong cuộc sống này, hầu như mọi người đều muốn được thương yêu, muốn được mọi người chú ý và thừa nhận những khía cạnh tích cực của bản thân, muốn được quan tâm và tôn trọng. Hầu hết chúng ta đều không muốn bị đánh giá, bị phê bình và bị từ chối. Việc trau dồi thói quen nhìn thấy những điều tốt đẹp của bản thân và người khác có thể đem lại cho mình và cho người nhiều niềm hạnh phúc. Nó cho phép chúng ta cảm nhận và mở rộng tình thương yêu. Trong video này hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ và trao đổi thêm xung quanh vấn đề nói xấu người khác và quả báo khôn lường. Từ bỏ thói quen nhìn thấy lỗi lầm sẽ giảm thiểu sự đau khổ cho mình và cho người. Vấn đề này nên được xem là trọng tâm trong lộ trình tâm linh của chúng ta. Chính vì lý do này mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: "Tôn giáo của tôi là lòng tốt." Chúng ta có thể nhận thấy những điều chưa hoàn thiện của mình và của người khác, nhưng tâm của chúng ta hiền diệu hơn, biết chấp nhận và rộng lượng hơn. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Trong truyền thống Phật giáo, đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Đối với những vị tu sĩ thọ khu túc giới, một nguyên tắc tương tự được đề cập đến trong lời phát nguyện là không nói lời phỉ báng. Điều này cũng được nhắc đến trong lời khuyên của Đức Phật đối với tất cả mọi người để tránh 10 bất thiện nghiệp. Đó là bất thiện nghiệp thứ 5, nói những lời gây bất hòa chia rẽ. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Vì vậy, động cơ ở đằng sau việc nói lỗi lầm của người khác, đằng sau xu hướng muốn hạ thấp người khác, đó là gì? Một trong những minh sư của tôi, đó là Ngài Ngawan Trapye, đã từng nói: "Quý vị ngồi lại với nhau và nói về lỗi lầm của một người khác, về những việc làm sai trái của người đó. Thế rồi quý vị tiếp tục thảo luận về những sai phạm và những phẩm chất tiêu cực của người khác, bởi vì quý vị thừa nhận với nhau rằng quý vị là những người tốt nhất trên thế giới." Khi tôi nhìn sâu vào bên trong, tôi nhận thấy rằng Ngài Ngawan Trapye đã nói đúng. Bị nung nấu bởi cảm giác bất an, tôi đã nghĩ sai rằng nếu người khác sai, xấu, đầy khuyết điểm, theo phép so sánh thì tôi phải là người đúng, tốt và có năng lực. Chiến thuật hạ nhục người khác để tạo dựng lòng tự trọng của mình theo cách này rất khó có kết quả. Lúc chúng ta tức giận người khác cũng là lúc chúng ta thường nói xấu họ. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói lỗi của người khác vì một vài nguyên do khác nhau. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Chúng ta nghĩ rằng nếu ta kể cho mọi người nghe về sự tranh luận giữa ta với anh A, rồi thuyết phục mọi người rằng anh A là sai và mình thì đúng, như thế thì mọi người sẽ đứng về phía chúng ta. Chính vì ý nghĩ rằng nếu mọi người nghĩ mình đúng thì chắc hẳn là mình đúng. Việc tự nghĩ rằng mình đúng như thế ấy là một việc làm kém cỏi, trong khi chúng ta không chịu dành thời gian để đánh giá một cách trung thực đối với những việc làm và động cơ của chúng ta khi chúng ta nói xấu người khác vì chúng ta ganh ghét họ. Chúng ta muốn được mọi người tôn trọng và đánh giá cao như người kia vậy. Từ trong sâu thẳm của chúng ta nghĩ rằng
Nếu mọi người thấy những phẩm chất xấu của người mà mình nghĩ là tốt hơn mình, thì thay vì tôn trọng và giúp đỡ người đó, họ sẽ khen ngợi và hỗ trợ mình. Chiêu bài mà chúng ta thường dùng để giành lấy sự tôn trọng và đánh giá cao của người khác theo cách này rất khó mang lại hiệu quả. Nói xấu người khác đem đến những hậu quả gì? Trước hết, chúng ta sẽ được biết đến như là một người thường gây ra sự bất hòa. Người ta sẽ không muốn tâm sự với chúng ta vì họ sợ là chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, nhận thấy rằng người nào hay nói xấu người khác với tôi thì chắc hẳn họ sẽ đi nói xấu tôi với người khác. Hay nói cách khác là tôi không tin tưởng những ai thường hay phê bình người khác. Thứ hai là chúng ta phải đối mặt với người bị chúng ta nói xấu khi họ phát hiện ra những gì chúng ta đã nói, và phiền phức hơn là lúc họ nghe được những gì chúng ta đã nói xấu về họ, thì những điều đó đã bị phóng đại lên nhiều lần. Người đó có thể nói với người khác về lỗi của mình để trả đũa. Thứ ba là một số người có thể sẽ bị kích động khi nghe nói về lỗi của người khác. Chẳng hạn, nếu một người ở trong văn phòng hoặc trong nhà máy nói xấu sau lưng người khác, mọi người ở tại nơi làm việc có thể sẽ tức giận và công kích người đã bị nói xấu. Điều này có thể sẽ làm dấy lên việc nói xấu sau lưng người khác ở sở làm và gây ra tình trạng bè phái. Điều này gây tổn hại đến môi trường làm việc và hòa hợp. Thứ tư là chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không có an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường không có lợi cho tinh thần của chúng ta. Thứ năm là khi nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu lại mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Khi chúng ta là người nghe những lời nói thô tục, chúng ta cần nhớ rằng đấy là kết quả từ hành động của chính chúng ta. Chúng ta đã tạo ra nhân, nay đã đến lúc phải nhận quả. Chúng ta đã gây ra sự tiêu cực ở trong vũ trụ và trong tâm thức của mình, bây giờ nó trở lại với chúng ta. Không có lý do gì để giận hay buộc tội người khác, vì chúng ta là người đã tạo ra nguyên nhân chính yếu đối với rắc rối của chính mình. Tuy nhiên, có số trường hợp có vẻ như là nói lỗi của người khác, nhưng lại là cần thiết, nên nói. Mặc dù những trường hợp này rất giống với việc phê bình người khác, nhưng thực ra thì chúng không giống nhau. Điểm khác nhau ở đây là gì? Đấy chính là động cơ của chúng ta. Nói lỗi của người khác thường là có ác tâm ở bên trong và thường bị thúc đẩy bởi động cơ ích kỷ. Bản ngã của chúng ta muốn được điều gì đó từ việc nói xấu người khác. Nó muốn được tốt bằng cách hạ nhục người khác. Ngược lại, sự bàn thảo chính đáng về những lỗi lầm của người khác thường xuất phát từ sự quan tâm giúp đỡ và tâm thương yêu. Chúng ta muốn làm rõ sự tình, ngăn chặn nguy hại hoặc là muốn giúp đỡ. Chẳng hạn như khi chúng ta phải viết thư giới thiệu cho ai đó mà người ấy không được tốt lắm, chúng ta phải trung thực, phải đề cập đến những ưu điểm cũng như những nhược điểm của anh ta, để cho người chủ tương lai hoặc là chủ của họ có thể quyết định xem người đó có thể làm những gì mà họ mong muốn hay không. Tương tự như vậy, chúng ta có thể phải báo trước về những thói quen của ai đó để cảnh báo những rắc rối có nguy cơ xảy ra. Trong cả hai trường hợp này, động cơ của ta là không phải để phê bình người khác, cũng không phải để thêm thắt những điều mà người đó không có. Chúng ta chỉ muốn đưa ra một lời diễn tả không có thành kiến về những gì chúng ta thấy mà thôi. Đôi khi ta nghi ngờ rằng việc nhìn nhận của chúng ta về những tiêu cực của một ai đó có thể bị hạn chế, bị định kiến,
cho nên ta nói với một người bạn mà người bạn đó không hề biết gì về người kia, nhưng người bạn đó có thể giúp ta nhìn thấy những khía cạnh khác. Điều này đem đến cho ta những ý tưởng, quan điểm có tính xây dựng tích cực hơn là giúp cho ta biết cách để ứng xử với người kia. Người bạn của ta cũng có thể chỉ cho ta thấy những điểm nút của mình, những sự phản kháng và các vấn đề tế nhị. Những điều mà ta đang phóng đại về điểm yếu kém của người khác, nhờ vậy mà ta có thể điều chỉnh cho phù hợp. Có khi chúng ta không rõ về những việc người khác làm, nên nhờ một người bạn là bạn của mình và người đó tư vấn để biết thêm về hoàn cảnh của người đó, và từ đó đánh giá ứng xử với họ một cách hợp lý. Hoặc là chúng ta phải tiếp xúc với một người mà mình nghi là họ có vấn đề, nên mình nhờ đến các chuyên gia tư vấn để biết cách ứng xử với người đó. Trong cả hai trường hợp này, chúng ta phải nói cho người bạn hoặc là chuyên gia nghe về những vấn đề, những việc không tốt của người khác, nhưng động cơ của mình là giúp họ và muốn giải quyết sự khó khăn. Trong một trường hợp khác, một người quen của mình có thể không biết là họ đang có hành vi gây tổn hại người khác hoặc là hành xử theo lối hạ nhục người khác. Để bảo vệ người ấy khỏi phải tai họa do sự thiếu sáng suốt của chính họ gây ra, chúng ta có thể nói cho họ biết rõ điều mà họ đang làm. Ở đây chúng ta không phải nói với giọng phê bình hay là thái độ xét nét, mà nói với lòng thương yêu nhằm chỉ ra lỗi lầm hoặc sai phạm của người đó để rồi anh ta có thể khắc phục. Chúng ta thường có thói quen nói lỗi của người khác. Để từ bỏ thói quen này thì chúng ta phải bắt đầu từ việc điều chỉnh thói quen đánh giá người khác. Thay vì đánh giá, phê bình người khác, chúng ta hãy lưu tâm đến những phẩm chất tốt và sự tử tế của người khác. Chúng ta cần phải rèn luyện tâm của mình. Chỉ nhìn những điểm tốt, những điều tích cực của người khác. Rèn luyện như thế thì sẽ tạo nên sự khác biệt giữa niềm hạnh phúc cởi mở và thương yêu của ta với sự buồn khổ, khó gần và khắt khe. Chúng ta cần phải cố gắng để trau dồi thói quen chú ý vào những điều tốt đẹp, đáng yêu, đáng quý ở nơi người khác. Nếu chúng ta để ý những thứ đó thì chúng ta sẽ không lưu tâm đến những lỗi lầm của họ. Thái độ vui vẻ và lời nói bao dung xuất phát từ việc này sẽ cải thiện những người xung quanh và sẽ nuôi lớn hạnh phúc, sự mãn nguyện và tình thương yêu ở trong ta. Vì thế, chất lượng cuộc sống của ta tùy thuộc vào việc chúng ta tìm thấy lỗi lầm với kinh nghiệm của mình hay là thấy những gì tốt đẹp ở bên trong của nó. Khi chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của người khác là chúng ta bỏ lỡ cơ hội để thương yêu. Nó cũng có nghĩa là chúng ta không có khả năng để nuôi dưỡng bản thân một cách hợp lý với những sự hiểu biết chân tình khi chúng ta đem vào tâm mình những độc tố. Khi chúng ta có thói quen xăm soi lỗi của người khác thì chúng ta cũng có xu hướng chỉ nhìn thấy những khuyết điểm, những lỗi lầm của bản thân. Điều này có thể đưa chúng ta đến việc làm giảm giá trị toàn bộ cuộc sống của mình. Thật là bi thảm nếu chúng ta bỏ qua những điều quý giá và cơ hội trong cuộc sống của mình, không nhìn thấy khả năng thành thực trong bản thân mình. Vì thế, chúng ta phải chấp nhận chính mình như những gì mình đang có trong hiện tại. Đồng thời chúng ta cố gắng để trở nên những con người tốt hơn trong tương lai. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước những lỗi lầm của mình, mà là chúng ta không quá miệt thị về chúng. Chúng ta mừng vì mình được làm người, tự tin về khả năng của mình và tự tin về những giá trị chân thực mà chúng ta đã gây dựng từ trước đến nay. Đối lập với việc nói xấu người khác là nói với sự hiểu biết và thương yêu. Những ai đang đi trên lộ trình tâm linh và những ai muốn sống hòa hợp với người khác thì việc phát ngôn với sự hiểu biết và thương yêu là điều rất quan trọng. Khi chúng ta nhìn vào những phẩm chất tốt của người khác, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Việc thừa nhận những phẩm chất tốt của người khác khiến cho lòng mình cảm thấy hạnh phúc.
nó còn tạo ra bầu không khí hài hòa và đem đến cho người khác thông tin phản hồi hữu ích. Khen ngợi người khác là một việc mà chúng ta cần phải thực tập trong quá trình tu tập của mình. Nếu chúng ta thường nghĩ đến những tài năng, những phẩm chất tốt của người khác, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn và người khác cũng vậy. Chúng ta sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với người khác và gia đình của chúng ta, môi trường làm việc và hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ hòa hợp hơn. Chúng ta gieo những hạt giống từ những hành vi tích cực ấy ở trong tâm thức của mình. Chúng ta sẽ tạo nhân duyên cho những mối quan hệ hòa ái và cho sự thành tựu những mục đích tâm linh cũng như những mục đích trong cuộc sống đời thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, Phật Pháp có thể giúp cho chúng ta có sự hiểu biết chân chính về sự tốt xấu, phải quấy, đúng sai của cuộc sống. Thế gian con người thường có cái nhìn đối với đời sống không ngoài hai vấn đề là bi quan và lạc quan. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi, sẽ có lúc chúng ta vấp phải sai lầm. Sự thất bại đó có thể sẽ làm cho chúng ta chùn bước hoặc bỏ mặc cho cuộc đời này. Nếu quá bi quan thì chúng ta sẽ đánh mất niềm tin về nhân quả và rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để làm mới lại chính mình. Khi con người luôn sống lạc quan, sẽ không bao giờ thất vọng, buồn phiền mà cố gắng tìm cách khắc phục trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, chúng ta hãy luôn sống trong tinh thần lạc quan, đón nhận niềm vui cuộc sống và chúng ta hãy tìm cách chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để được an lạc hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Trong chương trình này, chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử và các bạn những câu chuyện xung quanh nội dung hãy học cách sống lạc quan. Câu chuyện về loài chim ó. Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang, thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một tù nhân. Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên với đoàn chạy đà khoảng từ 3 đến 4 mét. Không có quãng đường để chạy, theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời mình trong một nhà giam nhỏ chẳng hề có mái. Câu chuyện về con dơi. Có một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, lanh lợi đến mức ấn tượng. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng được. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng thì tất cả những gì có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng và đau khổ. Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một gốc nâng nhỏ thôi, để từ đó có thể tung mình vào không trung. Và ngay lập tức, nó bay lên như một tia chớp. Câu chuyện về loài ong nghệ. Một con ong nghệ nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, nó cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cố tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên hoặc qua đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại, cho đến khi nó tự hoàn toàn quỷ hoại chính mình. Và đây là câu chuyện về con người. Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ vậy. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần. Chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn hay nhìn hướng tới phía trước, nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã, nhìn quanh có thể khiến cho bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, nhìn tới phía trước hoặc tự nhấc mình lên mà không cần tới những bước chạy đà. Đó là cách sống lạc quan. Tiếp theo là chuyện về một vị vua anh minh. Như có một câu chuyện về một nhà vua nọ, vốn là một con người rất mực tài ba, có khả năng thao lược cai quản dân chúng một cách rất anh minh, khiến cho cuộc sống của bá tánh ngày càng trở nên khấm khá, no ấm và hạnh phúc hơn. Đất nước cũng theo đó cũng ngày càng hùng mạnh hơn.
Những tưởng mọi việc cứ vậy mà êm thấm trôi qua trong thanh bình và an lạc. Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ xảy đến. Giặc ngoại xâm đã khởi binh tấn công, hòng chiếm đoạt cho bằng được những gì mà mọi người trong đất nước yên bình này đã gây dựng nên. Khi đó, nhà vua đã có một hành động có thể gọi là hiếm có vào thời kỳ phong kiến. Một hành động đầy dân chủ, nhà vua đã triệu tập quần thần hỏi thăm ý kiến của các tướng lĩnh, quan lại, cùng các bô lão ở các thôn làng xem có nên xuất quân đánh trả lại giặc ngoại xâm hay không. Bởi thế lực của kẻ địch rất lớn, lớn hơn gấp bội phần khả năng của quân đội trong nước. Kẻ địch này đã từng chinh chiến và giành thắng lợi trên khắp các mặt trận từ Á sang Âu. Đi đến đâu cũng đều bách chiến bách thắng. Nhà vua hỏi thăm ý kiến như thế và đã nhận lại câu trả lời đánh một cách dứt khoát từ các tầng lớp nhân dân. Vậy là cả nước lúc đó đã đồng tâm hiệp lực cùng nhau mà quyết chiến với kẻ địch xâm lăng. Số thương vong thật không sao có thể kể xiết. Nhưng rồi lành thay, lẽ phải đã đứng về những con người nhỏ bé. Tuy thế lực không đáng kể là bao so với quân địch, nhưng sau cùng đã có thể giành lấy chiến thắng một cách hiên ngang và lẫm liệt. Không chỉ một lần, mà còn đến cả lần sau khi kẻ địch lại kéo đến quấy nhiễu. Thế là sau bao năm tháng kháng chiến, đất nước lại trở nên thanh bình và thịnh trị dưới tài thao lược của nhà vua anh minh. Và sau đó, khi thấy mọi việc đã yên ổn đâu vào đó, nhà vua đã truyền ngôi lại cho con và xuất gia lên núi tu hành. Một ông vua đang ở đỉnh cao của vinh quang mà lại có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả mà quyết chí xuất gia tu hành thì thật đáng ngưỡng mộ thay, thật lành thay. Để rồi sau đó trên thế gian này lại có thêm một vị chân tu đắc đạo, giác ngộ được lẽ thật của cuộc đời và đi truyền bá khắp mọi nơi những chân lý hữu ích nhằm giúp cho mọi người có thể thoát khỏi khổ đau của sinh tử luân hồi. Sự tình là vậy. Một câu chuyện đã gợi lên cho chúng ta bao điều nghĩ ngợi về lẽ nhân quả. Sao nhà vua đã từng giết không biết bao nhiêu kẻ địch ngoại xâm, nhưng khi xuất gia tu hành vẫn đắc đạo, vẫn có xá lợi lưu lại trên cuộc đời này. Thật là không thể dễ dàng mà tường tận cho ra ngọn nguồn nguyên do của sự việc như vậy. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng vì nhà vua làm theo ý của toàn dân, không phải nhà vua thực tâm muốn sát hại mạng người, nên tội nghiệp có thể phần nào đó vơi nhẹ. Và bằng nỗ lực tu hành của mình, nhà vua đã có thể tiến đến đắc đạo. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem tiếp một vài mẫu chuyện nhân quả cũng trong chốn tu hành thanh tịnh của các nhà sư. Có một câu chuyện kể về một nhà sư nọ rất tinh thông, am hiểu Phật Pháp. Dù đang bị cơn bệnh, đau chân hành hạ đã nhiều năm, chài chữa khắp mọi nơi vẫn không khỏi, nhưng nhà sư vẫn không bỏ quên việc tu hành cần mẫn, việc biên soạn kinh sách để có thể lưu truyền lại cho hậu thế mai sau những chân lý hữu ích giúp cho con người thoát khỏi khổ đau. Như chân lý về vô ngã chẳng hạn. Một chân lý nói rằng thân tâm mà chúng ta đang có không thật là chúng ta như chúng ta vẫn nghĩ. Không có cái gọi là tôi, là cái tôi như chúng ta vẫn hằng tâm niệm như vậy. Bởi thân tâm chỉ là quyển hóa, duyên hợp tạm bợ, do nhiều yếu tố nhân duyên hội tụ lại với nhau mà thành. Nên khi duyên tán thì tan mất. Chúng luôn biến chuyển một cách vô thường theo chiều hướng sinh già bệnh chết, luôn đổi thay bất thường, với biết bao cảm xúc vui buồn thương giận thay nhau nối tiếp. Nên không thể gọi là tôi vui hay tôi buồn, bởi vui rồi lại buồn, buồn rồi lại vui. Nào thật vui mãi mãi hay buồn mãi mãi? Nếu như mãi mãi như vậy thì mới gọi là tôi vui hay là tôi buồn. Nên như vậy, cái tôi rõ ràng là không có. Cái tôi đã không thật rồi thì cái gọi là của tôi làm sao mà thật được? Tất cả đều chỉ là giả tạm. Và ngay khi nhận ra được như vậy, cái chân thật sẽ hiện ra. Cái chân thật này tràn đầy an lạc và niềm hạnh phúc viên mãn mà tất cả chúng ta ắt hẳn ai nấy cũng đều muốn được sống như vậy. Những chân lý như thế,
nhà sư đó đã âm thầm biên soạn lại mỗi ngày qua, dù đang trong cảnh bệnh tật đau đớn. Và rồi, việc gì đến cũng sẽ xảy đến. Trong một đêm nọ, nhà sư đã nằm mơ thấy những cảnh tượng thật lạ lùng, và lành thay, khi thức dậy, cơn đau chân hành hạ ấy bấy lâu nay đã tan biến mất. Nhà sư lúc này đây đã có thể thản nhiên quẳng cây gậy chống mà bước đi những bước nhẹ nhàng và khoan thai, như chưa từng bị bệnh tật quấy nhiễu vậy. Thật đúng là gieo nhân lành sẽ gặt được quả thiện lành. Câu chuyện là như vậy. Vậy thì gieo nhân bất thiện lành sẽ gặt quả bất thiện cũng là điều hiển nhiên. Và câu chuyện tiếp theo chính là cũng muốn nói lên điều này. Rằng thì có một nhà sư đang trong một cuộc hỏi đáp Phật Pháp. Nhà sư này đã yêu cầu người ta quỳ lại mình mới nói ra những lời lẽ chân lý nhiệm màu. Nhưng rồi những tiếng lời nhà sư cất lên cũng tương tự như lời người ta đã nói. Vậy là nhà sư đã tỏ vẻ ta đây đã lên mặt với người khác. Cái tôi của nhà sư vẫn còn to tướng. Và rồi sau đó việc gì đến cũng đã xảy đến. Nhà sư đã bị bệnh tật kéo đến mà hành hạ, mỗi ngày khí ăn vào đều bị nôn ra. Cơn bệnh cứ như vậy mà hoành hành đến hơn cả chục năm dài đằng đẵng. Thật đúng là chúng ta không nên có thái độ và cách hành xử như nhà sư này một chút nào. Chuyện trong chốn tu hành là như vậy. Nhân quả vẫn luôn hiển bày cho chúng ta thấy một cách rất đúng đắn. Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy. Giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chuyện nhân quả trong cuộc sống thế tục hàng ngày. Bởi nhân quả vẫn đang hiện diện đâu đó khắp xung quanh chúng ta, trong những câu chuyện rất đổi bình thường đang diễn ra trong cuộc sống thường tình. Và một trong những câu chuyện như vậy, có một câu chuyện mà chúng ta không thể không kể đến. Một câu chuyện có thật xảy ra trong chiến tranh thế giới, một thời đã qua. Rằng thì khi đó, vị tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh đang trên đường trở về doanh trại. Đoàn xe cứ điều đặn mà lăn bánh trên những con đường quen thuộc. Những tưởng mọi việc cứ như vậy mà diễn ra một cách êm thấm. Nhưng rồi, vị tư lệnh bỗng mắt gặp thấy có một đôi vợ chồng già đang ngồi co ro giữa trời lạnh giá. Vị tư lệnh bèn cho dừng xe lại, bước xuống hỏi thăm và hay biết rằng đôi vợ chồng già đó đang rất muốn được quay trở lại nhà của mình ở cách xa nơi này, rằng họ đang ngồi mà chờ đợi một ai đó tốt bụng sẵn sàng chở họ về nhà giữa trời tuyết rơi giá lạnh, đường xá đi lại khó khăn. Sự tình là vậy. Vị tư lệnh nghe qua liền ngay lập tức mời hai vợ chồng họ ngồi lên xe của mình. Thế là lộ trình đã đổi thay. Thay vì quay trở về doanh trại như dự định ban đầu, thì giờ cả đoàn xe sẽ cùng nhau hộ tống cho đôi vợ chồng già đáng thương kia được quay trở về mái nhà ấm áp của họ. Và lành thay, chính lòng tốt như thế mà vị tư lệnh đã tránh được một cuộc mai phục ám sát của kẻ địch. Bởi khi đó, kẻ địch đã hay biết tuyến đường di chuyển của vị tư lệnh nên đã âm thầm ẩn nấp chờ để phục kích, để sát hại vị tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh. Một người giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của cuộc chiến đấu chống lại quân phát xít. Và lòng tốt bụng của vị tư lệnh chính là đã góp phần không nhỏ vào cục diện chiến sự khi đó. Nếu như khi đó, vị tư lệnh cứ cho xe thản nhiên chạy lướt qua đôi vợ chồng già kia, không đoái hoài gì đến tình cảnh của họ, thì ác hẳn là thời thế đã có nhiều đổi thay. Vị tư lệnh đã có thể bị ám sát, và lực lượng đồng minh đã mất đi một vị tướng lĩnh tài ba, giữ vai trò quan trọng, không thể thiếu trong cuộc chiến tranh đầy chính nghĩa của nhân loại, chống lại chủ nghĩa phát xít, đang tìm cách bành trướng thế lực của mình ra khắp cả thế giới, đang tàn sát không biết bao nhiêu người vô tội và thiện lương. Thật là nhân quả lúc nào cũng có lý lẽ riêng của nhân quả. Chúng ta đã hay biết rõ ràng ra đó, một trường hợp có thật trong đời đã từng xảy ra như thế. Một con người trong thoáng chốc đã đưa ra một quyết định thật đúng đắn và tràn đầy cảm tình đồng loại, đã không đang tâm bỏ rơi cảnh người đang chịu khổ đau mà ra sức giúp đỡ cho họ, để rồi sau đó cái mà người nhận được
hay cũng có thể nói là cái mà tất cả nhân loại thiện lương nhận được, chính là thế cục của cuộc chiến tranh chính nghĩa đã không bị xoay chuyển theo chiều hướng bất lợi, mà có lẽ chính lòng tốt ngày nào của vị tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của toàn thể những người yêu chuộng hòa bình và hạnh phúc. Nhân quả đã hiển bày một cách thật rõ ràng trong một tình huống như thế, một tình huống mà có lẽ với người khác họ sẽ có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng với những con người có lòng tốt thực sự, họ đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa, và kết quả là những điều thiện lành đã tìm đến với họ. Giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu một mẫu chuyện về nhân quả khác trong cuộc sống thường tình này, của một con người kinh doanh hàng quán ăn uống. Rằng thì có câu chuyện về một gia đình kinh doanh bán thịt chó nọ, với doanh số mọi ngày đều cao ngất ngưỡng, thật là một công việc kinh doanh béo bở đối với gia đình họ. Nhưng cũng thật chẳng lành thay, đã có biết bao chú chó đáng thương phải mất mạng một cách thảm thương cũng chỉ vì miếng ngon nơi đầu tức lưỡi của con người ta. Dù chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng con người ta vẫn không thể cưỡng lại được, mà mặc tình để cho dục vọng đưa đường chỉ lối, để rồi phạm phải bao tội nghiệp mà bản thân không lường trước được. Bởi khi đó, khi công việc kinh doanh thịt chó đang tiến triển ngày càng phát đạt, thì những biến cố xấu đã tìm đến gia đình này. Bệnh tật đau ốm triền miên thay nhau kéo đến mà hành hạ người chủ gia đình, người đã đích thân ra tay sát hại các chú chó đáng thương. Còn đối với các người con thì họ lại trở nên thoái quá biến chất, ăn chơi một cách đầy sa đọa, phung phí tiền bạc không tiếc tay. Tình cảnh vậy đó cứ ngày càng tiến triển, càng lúc càng thêm nặng nề. Và rồi đỉnh điểm của sự việc là khi có một người con trong gia đình đã phải mất mạng vì bị điện từ lò quay thịt chó phóng ra giật chết. Thế nên sau đó gia chủ của gia đình này đã chạy đôn chạy đáo mà tìm đến các nơi chùa chiền để cúng bái, để cầu xin bình an cho gia đình mình. Nhưng bình an dù cho có khấn vái đến mức độ nào đi nữa vẫn chẳng thể tìm đến với gia đình họ được. Thậm chí khi họ đã cố tình tìm một người khác thấy họ công việc sát hại làm thịt các chú chó, họ nhận tưởng có thể đổ hết tội lỗi lên đầu người khác thay cho họ. Nhưng tất cả đều vô vọng, bệnh tật và những điều bất như ý vẫn nối nhau tìm đến. Và rồi sau đó, vì không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, và cũng vì sợ hãi mà họ đã đóng cửa quán thịt chó, chuyển sang sinh sống bằng nghề khác. Vậy đó, sát sinh thì sẽ phải chịu quả báo thích đáng, trong đó việc thường hay đau ốm là một trong những quả báo sẽ tìm đến, không một ai có thể tránh khỏi. Nên chăng chúng ta cần biết tránh xa việc sát hại sinh mạng của các chúng sinh hữu tình xung quanh mình. Mà nếu như chẳng thể vì một lý do nào đó, như là phải phun thuốc trừ sâu gây hại cho cây trồng chẳng hạn, thì điều tối quan trọng nhất trong giới luật cấm sát sinh mà chúng ta phải thực hành theo để có thể có được một đời sống dơi giảm tội nghiệp hơn, đó chính là chúng ta không nên giết hại mạng người. Bởi thân người khó được, nếu chúng ta đang tâm sát hại một ai đó thì quả báo nặng nề và thảm khốc sẽ tìm đến với chúng ta, không sao có thể lẩn tránh được. Vậy là từ câu chuyện về một vị vua anh minh đã cùng chung vai sát cánh với nhân dân mà chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm, đã từng thẳng thừng ra tay sát hại kẻ thù, nhưng sau đó vị vua đã xuất gia tu hành vẫn có thể đắc đạo. Nhân quả trong trường hợp này thật khó có thể nghĩ bàn cho ra ngọn nguồn, bởi vì chúng ta không thấy vị vua đó phải chịu quả báo đau khổ mà lại còn có thể thông đạt đạo lý, sống đời một cách thanh nhàn và tràn đầy an lạc. Trong khi đó, có những người kinh doanh hàng quán ăn uống hàng ngày sát hại không biết bao nhiêu sinh mạng của những con vật nhỏ bé đáng thương, lại phải rơi vào tình cảnh rất đỗi bi đát, phải bị bệnh tật hành hạ hay thậm chí là bị mất mạng trong lúc tiến hành các công việc sát sinh đó. Rồi thì có những bậc tu hành khác nhờ công đức biên soạn kinh sách thuyết giảng Phật pháp mà có thể lần hồi thoát khỏi cảnh bệnh tật dai dẳng
đã bấy lâu tìm mọi cách chữa trị nhưng vẫn chẳng khỏi. Nhưng nhờ sự kiên trì và thành tâm với công việc lưu truyền Phật Pháp mà đã có thể khỏi hẳn cơn bệnh. Hay như có người tu hành cũng rõ ràng bị quả báo một cách thích đáng vì đã lên mặt, đã cống cao ngã mạn, yêu cầu người khác phải quỳ lại mình mới nói ra những lời lẽ đạo lý. Nhưng rồi tiếng lời cất lên vẫn chỉ tương tự như lời người ta đã nói. Vậy là phải bị quả báo ăn vào rồi lại nôn ra, kéo dài đến hơn cả chục năm dài đằng đẵng. Hoặc như quả báo cũng đã hiện bày ra thật rõ như ban ngày, ban mặt, khi có một vị tư lệnh tố cao đã không ngần ngại thực thi lòng tốt giúp đỡ người khác giữa đường cơ nhở. Để rồi sau đó, vị tư lệnh này đã có thể thoát khỏi sự ám sát của kẻ địch và cục diện chiến tranh trên toàn thế giới, vì vậy mà không bị xoay chuyển theo chiều hướng bất lợi. Những câu chuyện về nhân quả như trên, có câu chuyện thì nhân quả hiện bày thật rõ ràng, gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy một cách thích đáng, không thể trốn tránh. Nhưng cũng có câu chuyện mà lẽ nhân quả thật khó có thể giải thích cho tường tận ngọn nguồn. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, điều cần nhất là chúng ta vẫn hãy tin vào lẽ nhân quả. Chúng ta vẫn nên làm những việc thiện lành, để rồi những cảm ứng tốt lành sẽ tìm đến với chúng ta. Và để làm được điều này, có lẽ là chúng ta nên quay vào nhìn lại những ý niệm và xúc cảm đang quanh quẩn trong tâm tư mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhìn vào chúng mà không khởi lên thêm bất kỳ một ý nghĩ nào khác. Chúng ta sẽ thấy chúng dần tan biến mất. Liền ngay đó tâm thái thanh tịnh rộng rang và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này, chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói và hành động đúng đắn, làm lợi lạc cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ không ít người giống như tôi vậy. Tôi tham lam đủ điều về cuộc sống. Tôi muốn mình cười thật nhiều mỗi ngày, quan tâm tới những người xung quanh, sống bình lặng yên vui. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, tôi thấy lòng mình thổn thức. Đôi khi mỉm cười thật tươi vì may mắn vẫn còn ở phía mình, vì mình vẫn còn cơ hội bắt đầu ngày mới, bắt đầu cho những yêu thương hôm nay. Điều mà tôi tâm đắc nhất ở đây chính là thời gian là thứ quý giá vô cùng. Nó sẽ trôi qua một cách vô vị nếu như tôi và bạn cứ chần chừ không hành động, mà cái gì qua rồi thì có lấy lại được đâu. Và sau đây là những câu chuyện về ý nghĩa thực của cuộc sống này. Ở đời vừa mới vui đó, cười nó như thế đó thì lại buồn đó. Tâm trạng như một mớ hỗn độn, vui buồn lẫn lộn, nhiều cảm xúc đang xen trong bản thân, cứ bủa vây với những nỗi niềm không tên, không thể nào thoát ra bức tường đầy những phiền buồn kia được. Nhiều lúc chẳng biết mình đang mong điều gì, cứ chạy mệt nhoài trên con đường mang tên trưởng thành này, thật khó biết dừng nào. Giả như được như lúc nhỏ, chỉ cần buồn là có thể òa lên khóc, ai ăn hiếp là có thể chạy ngay về mách mẹ, nũng nịu để được mẹ yêu thương. Còn bây giờ, ngay lúc này đây, những mệt mỏi của cuộc sống, áp lực của công việc, học tập, tiền bạc, những nhớ nhung khi xa nhà, những mối quan hệ, tất cả như muốn đè bẹp đôi vai của chúng ta. Bỗng có cảm giác như thế giới ngoài kia muốn quay lưng lại với mình. Đây là câu chuyện thứ nhất tôi muốn kể cho các bạn và quý vị nghe. Câu chuyện chiết lược tình yêu. Có một ngày nọ, người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không có đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm nữa. Hôm sau, người chồng đi làm, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua một chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà
với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra, bà đã bán mái tóc của mình đi để mua cho ông một chiếc đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi trên má của họ, không phải vì những việc họ đã làm là vô ích, mà là vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện về hai hạt lúa. Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho dù sao, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Có một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một gốc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi gốc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân của nó lại mọc lên cây lúa vàng ống triệu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Bài học trong câu chuyện này là để chúng ta tự khép mình trong lớp vỏ, để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, bạn sẽ trải qua một cuộc sống vô nghĩa, đánh mất giá trị của bản thân mình. Vì vậy, hãy biết dấn thân, chấp nhận những thử thách, can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan, để sống có ý nghĩa hơn, đóng góp những giá trị hữu ích cho xã hội. Câu chuyện thứ ba, quạ và thiên nga. Có một con quạ đen như than, nó ganh ghét với một con thiên nga vì bộ lông của thiên nga luôn trắng đẹp như bông. Con quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như thiên nga, tức là cứ bơi lội và dùng dãy suốt ngày trong nước và ăn cây cỏ rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông của nó sẽ trắng ra như bộ lông của thiên nga vậy. Thế là quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống. Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác, bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó ngày càng gầy đét và cuối cùng ngã lăn ra chết. Bài học trong câu chuyện này là đừng vì ảo tưởng những thứ mình không thể có mà có những hành động ngu ngốc, đến cuối cùng thiệt thòi xa lạ bản thân mình. Câu chuyện số 4, món hời với người nghèo. Có một cô gái hỏi ông lão bán trứng: bao nhiêu tiền một quả trứng vậy ông? Ông lão trả lời: $1 hai quả thưa cô. Cô gái đáp: bán cho tôi $1 4 quả, nếu không tôi không mua nữa. Ông lão nói: ừ được thôi, cô lấy đi. Đây là khởi đầu tốt, vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay. Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện bước đi. Cô cảm thấy mình đã trả được một món hời và đến một nhà hàng sang trọng gặp bạn bè. Ở đó, cô cùng các bạn ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Bàn tiệc quá đơn của họ lên tới $420. Cô gái đưa $500 cho chủ nhà hàng và bảo không cần trả lại. Bài học trong câu chuyện này, tức là sự việc có vẻ giản đơn nhưng lại thật đau khổ đối với ông lão bán trứng. Nhiều người trong chúng ta luôn hào phóng với những người giàu có mà lại quên đi tình người với những người khốn khổ. Câu chuyện thứ năm, chiếc bánh mì cháy. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà
cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn chiếc bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi choàng tay qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại gì ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai hay là trách móc cay nghiệt đó. Rồi ông nói tiếp, con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay là ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. À. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Vâng, bài học trong câu chuyện này là trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với yếu điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp cho bạn có cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện này chính là bài học về sự cảm thông giữa người với người. Câu chuyện thứ 6, hành trang lên đường. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi, khi nào con đi? Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan dài đôi giày cỏ. Sau khi lấy giày con sẽ lên đường. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền. Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi, tại sao tín chủ lại tặng ô? Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô. Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng, đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng. Giày cỏ và ô đã đủ chưa? Đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. Nhiều quá rồi thầy ạ. Con không thể mang tất cả đi được. Vậy sao được? Sư thầy nói. Trời có lúc mưa lúc nắng. Có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa? Phải dầm bao nhiêu lần mưa gió? Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục. Trên đường đi chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo. Đến lúc này vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất nói, đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Thưa các bạn, bài học trong câu chuyện này là khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là ta đã được quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại nữa. Hãy mang trái tim của mình lên đường,
mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi, dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả nhân vật ngoài thân khác tự sẽ đủ đầy. Tiếp theo là câu chuyện thứ 7, người đàn ông dứt bỏ đôi giày. Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Sony không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Johnny khiến cho mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc giày này bất luận nó đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như có ai đó có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Nhưng bài học trong câu chuyện này là những thứ không còn lợi ích với mình đôi khi lại là niềm hạnh phúc vô bờ đối với người khác. Vậy thì hãy trân trọng mọi thứ mình có và chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người. Câu chuyện thứ 8, cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào. Có một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai, con thấy chúng đi thế nào? Rất tuyệt bố ạ. À. Người bố hỏi, con thấy người nghèo sống như thế nào chưa? Vâng, con thấy rồi ạ. À. Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này? Cậu bé trả lời, chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng. Người bố không nói nên lời. Cậu bé nói thêm, cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào. Ý nghĩa trong câu chuyện này là chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có. Và sau đây là câu chuyện thứ 9, giá trị của hòn đá. Có một học trò hỏi người thầy mình rằng, thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? À? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn, con đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi. Chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu thôi. Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở. Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá 1 đồng đó thầy ạ. À. Người thầy mỉm cười và nói, tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm. Nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán. Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá này là 500 đồng. Anh ta háo hức hỏi thầy tại sao như vậy. Người thầy cười và nói, ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối đừng có bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi. Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ tiệm trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói, hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài. Và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia. Có người hiểu và cũng có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài.
Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn như thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. Bài học trong câu chuyện này đó là thành công hay hạnh phúc là gì? Mỗi người sẽ có định nghĩa và định giá khác nhau, và chúng ta hãy tôn trọng sự lựa chọn đó. Hãy làm cho cuộc đời mình trở nên giá trị theo cách của mình và tự quyết định cuộc sống của chính mình. Câu chuyện thứ 10, cái kết cho sự khinh thường. Có một tiểu phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiểu phu 10 đồng. Ngược lại tiểu phu thua chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiểu phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên tiểu phu ra câu đố: vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân? Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiểu phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi tiểu phu câu trả lời là gì. Tôi cũng không biết. Tiểu phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm: thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Bài học trong câu chuyện này là chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo. Càng tỏ vẻ khinh thường người khác thì càng chứng tỏ bạn là một người ngu dốt. Chẳng ai dám nhổ ngực nhận mình biết nhiều thứ, bởi lẽ còn vô vàn thứ mà chúng ta vẫn chưa được biết đến. Càng tỏ ra thông minh thì sẽ càng bị thông minh hại. Cũng như người tiểu phu trong câu chuyện này, mặc dù không học nhiều như học giả, nhưng lại biết cách tính toán để mình có thể vẫn kiếm được một chút. Còn về phía học giả, đã bị chính sự khinh thường mà mất đi một khoản tiền quan. Đừng khinh thường người khác, vì cái kết nhận lại lúc nào cũng đau đớn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta nên sống trọn vẹn cho từng phút giây. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống. Khi có, hãy học cách trân trọng giữ gìn. Đừng đợi tới khi mất rồi mới đi tìm liệu có muộn màng chăng. Đôi khi cuộc sống xô bồ khiến cho bạn mãi mê chạy theo hào nhoáng của cuộc sống mà quên mất rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhoi. Bạn tự ti về bản thân hay bạn than trời quán đất, chán ghét gì, cho rằng cuộc đời này quá thể bất công. Nhưng bạn quên mất rằng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn biết đó, con người phải đau đớn chết đi sống lại vì bệnh tật giằng xé. Có người chịu những đau thương khi sinh ra đã mang theo dị tật, mang theo những khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng họ vẫn sống, vẫn chăm chỉ cho cuộc đời. Có thể bạn suy nghĩ rằng mình không bằng người khác, nhưng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Đừng chỉ biết oán thán đổ lỗi cho cuộc đời, mà hãy mỉm cười, hãy cảm ơn cuộc đời đã cho bạn một cơ hội để tiếp tục khám phá thế giới kỳ diệu này. Bức tranh cuộc đời muôn màu muôn vẻ, mỗi chúng ta sẽ tạo thêm những tuyệt phẩm riêng cho cuộc đời mình, cho nên chúng ta phải sống cho thật tốt. Sống tốt để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ta, sống tốt để cảm ơn cuộc đời. Hãy như những đóa hoa hướng dương, dù cuộc đời có khó khăn nghiệt ngã, dù cho ánh mặt trời làm nó đau đến cháy lòng, dù thế nào chăng nữa, nó cũng cố gắng hướng về mặt trời để được nở rộ, để được là chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.